kìa mẹ. Mẹ làm cái gì đấy? Mày ngu hết phần thiên hạ đi con ạ. Chiều vợ cho lắm vào, bây giờ nó cưỡi lên đầu lên cổ đấy. Đàn ông gì mà lại chui vào bếp nấu ăn như thế này. Hàng xóm láng giềng người ta mà thấy, người ta cười cho thối mặt ra đấy. Vợ con đang cho con gái con ngủ nên là con phụ cối một tay thôi. Với lại nấu nướng mà có việc gì to tát đâu mẹ. Có chuyện gì mà mẹ vanh to tiếng thế ạ? Mày còn mở mồm ra hỏi được à? Mày làm vợ kiểu gì mà để cho chồng vào bếp nấu ăn thế hả? Dạ, tại lúc nãy dâu nó khóc quá cho nên anh Đức bảo con vào dỗ dâu, để đấy anh đi nấu cho. Nó nói vậy mà mày cũng nghe được à? Dạ. Đã không đẻ được con trai, lúc nào cũng viện cớ con với cái để trốn việc. Bố mẹ mày với thằng Đức không dạy được thì để tao dạy cho. Mẹ, mày nói như vậy mà được à? Vợ con có phải là con gái không biết điều như mẹ nói đâu. Từ khi về làm dâu, ngày nào cô ấy 5 giờ sáng cũng dậy, lo toan mọi việc cho gia đình của mình, từ việc lớn đến việc nhỏ. Thế mà mẹ còn chơi cô ấy được à? Nuôi mày bằng đầu bằng đít, giờ mày lấy vợ về rồi bênh vợ chằm chằm như thế kia hả? Con chẳng bênh ai cả, con chỉ nói sự thật thôi. Cái thằng này. Mẹ ơi, có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Làm thằng cháu cô ca của mẹ giật cả mình thế này. Ôi, bà xin lỗi cục cưng của bà nha. Tại con bé này sáng ra làm bà lộn hết cả máu. Chị Trung, chị làm cái gì mà đã sớm mai mẹ đã bực mình rồi. Chị không nấu cơm cho chồng, bắt chồng vào bếp nấu đấy. Trời đất ơi, mấy cái việc bếp núc này mà anh Đức phải vào bếp á. Đàn ông ấy là phải ra ngoài cái kìa làm chuyện lớn, chứ không phải giúp đầu vào cái xó này hầu hạ vợ con đâu. Hai vợ chồng em ở trên thành phố, không bao giờ em để anh Bắc nhúng tay vào mấy việc này. Mà thôi, mọi người lên trên nhà đi, để đấy con nấu cho. Con không phải nấu, cứ để đấy cho cái Trúc nó làm. Con chỉ việc chăm cái cục cưng này của bà thôi. Mẹ ơi, tại sao mẹ có thể phân biệt đối xử vợ con với tí mấy như thế được ạ? Thì bảo nó đẻ cho tao thằng cháu trai đi. Con trai con gái, quan trọng gì chứ mẹ, đều là con cả bà mẹ. Anh ơi, để con gái làm cái gì? Sau này lớn lên á, nó bay nhà chồng nó, có phải mình mất công nuôi nó mấy chục năm không? Mất không? Thím cứ tính toán thế. Con cái là lộc trời cho thế nào thì mình hưởng thế ấy thôi. Không biết để con trai thì nói toạch ra là không biết để con trai đi, lại còn đạo với trẻ lý, mệt. Không phải nói nhiều, sang năm mà không đẻ được thằng cháu trai á thì mau cút ra khỏi nhà, tao cưới vợ cho thằng Đức. Ôi mẹ. Mẹ nói gì vậy? Trúc là vợ của con, mà suốt đời là vợ của con. Con không muốn lấy ai khác, mẹ đừng có mà vớ vẩn. Vớ vẩn gì mà vớ vẩn? Mày định để sau này tao chết xuống gặp ông bà ông vải thì định nói thế nào đây? Vâng, vợ chồng con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Được rồi, để tao chống mắt lên xem. Thôi, ta đi thôi con. Thôi, em đừng buồn và đừng suy nghĩ gì nữa. Có anh ở đây với hai mẹ con rồi. Mẹ, sao mẹ vào phòng bọn con mà không gõ cửa? Nhà tao thích ra vào lúc nào mà chả được. Thế mẹ vào có việc gì ạ? Tiền đây, tí ra chợ mua đồ về thắp hương cho bố. Ơ kìa mẹ, chẳng phải hôm qua vợ chồng chúng con đã đưa tiền cho mẹ để mua đồ dỗ bố rồi cơ mà. Thế sao bây giờ mẹ lại bảo vợ con đi? Với lại 100.000 thế kia thì mua được cái gì chứ? Vợ chồng chúng mày đưa cho tao được mấy đồng mà kể lể. Cái Hà kia kìa, nó đưa cho tao 10 triệu. Mà vợ chồng chúng mày làm anh làm chị, không biết làm gương cho các em gì cả. Vợ chồng con ở dưới quê kiếm được mấy đồng mẹ biết rồi còn gì. Với lại việc dỗ bố, quan trọng là ở tấm lòng. Tiền bạc thì tính làm gì hả mẹ? Thời buổi bây giờ chỉ có tiền thôi, chứ còn nhìn vào tấm lòng. Bà già này cặp đất mà ăn à? Mà vợ chồng chúng mày cho tao được mấy đồng mà cứ so đo tính toán, đúng là đồ bất hiếu mà. Thôi mẹ ạ, để lát nữa con ra chợ đi mua đồ cúng dỗ cho bố ngay. Nhớ mua cái gì ngon ngon vào. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Mẹ muốn ăn đồ ăn ngon thì mẹ bảo vợ chồng chú Thím ấy ra ngoài chợ mà mua. Vợ chồng con đây không có tiền để mua đồ ăn ngon đâu mẹ ạ. Cái Hà nó còn bận chăm thằng cháu trai tôi chứ không có rảnh. Thôi anh ạ, Mà anh còn tiền ở đấy không? Đưa em một ít đi, chứ từng này làm sao mà đủ. Dành dụm được mấy triệu thì hôm qua đưa hết cho mẹ rồi. Bây giờ anh chỉ còn từng này thôi. Thôi, em ra chợ luôn đây, không mẹ lại trách cho. Cơm đây. Ai đi chợ nấu cơm mà nấu có vài món để cúng bố thế này? Chị Trúc này, em cũng biết là chị có ghét bố em không, nhưng mà sao hôm nay là giỗ bố mà chị nấu cơm kiểu này chứ? Cái này là dã tâm, chứ có tâm cái gì. Mà này, sáng nay tôi dặn cô thế nào rồi? Mẹ ơi, không phải như vậy đâu ạ. Tại hôm nay trời mưa, chợ cũng không có gì ngon cả. Với cả con đã tính toán hết cả rồi, cho nên mới mua như vậy đấy ạ. Chị nên nhớ, hôm nay là giỗ bố. Cơm như thế này thì ngày thường ăn cũng được, nhưng mà hôm nay là giỗ bố, chị có biết không? Chị Trúc này, em biết đấy, là bình thường chị tiết kiệm, nhưng mà những ngày quan trọng thế này ấy, mình thoải mái ra một chút để người ở dưới cũng có về ăn, cũng đỡ bị nghẹn họng mà. Này, cô chú nói cái gì vậy? Sao lúc sáng không xung phong đi mà mua? Thích ăn gì thì mua chứ. Thì em cũng bảo với mẹ là để em đi cho, nhưng mà mẹ nhất quyết bảo em ở nhà để chăm thằng Cuca ấy chứ. Một người 10 ý. Tôi cũng không biết khẩu vị của chú tìm thế nào để mà mua. Thôi mọi người chịu khó ăn tạm. Đến chiều tôi ra chợ có gì ngon hơn thì tôi sẽ mua về. Thôi chị ạ, miếng ăn là miếng nhổ. Vợ chồng cũng không muốn vì miếng ăn mà người ta bảo là hai vợ chồng không biết điều. Thôi để đến mai mẹ đi chợ mua chim bồ câu về hầm thuốc bắc cho con ăn, cho có chất cho thằng Coca nó bú. Chứ ăn như thế này lấy đâu ra chất. Vâng, con cũng vì thằng cháu nội của mẹ thôi, chứ còn chả biết thàn đâu mẹ. À, mà phải rồi, vợ con có mua một ít đồ ngon, con đang để ngoài xe. Hay là bây giờ con ra lấy vào, rồi mẹ con mình cùng ăn nhá. Ừ, vậy cũng được. Còn cái mầm này, đem xuống dưới kia cho vợ chồng anh chị ăn. Tôi để mâm cơm này dưới kia, tí anh chị cố gắng mà ăn. Không ăn để mất công đổ cho chó. Này bác, chú đừng có mà láo nhá. Nó nói đúng rồi còn gì nữa. Cơm này á, cho chó ăn á, chó còn chê đấy. Mẹ, hai anh em chúng con đều là mẹ sinh ra cả. Vậy mà mẹ nhất bên trọng nhất bên khinh. Mẹ làm như thế mà được à? Em thấy mẹ làm đúng bổn phận của mình đấy chứ. Chắc là do anh chị không biết điều thôi. Thôi, nói nhiều làm gì. Để con ra lấy đồ ăn, rồi mẹ con mình cùng ăn nhé. Công nhận đồ ăn thành phố ngon thật đấy. Mẹ mà thích ăn thì sau này con sẽ mua cho mẹ, sau đó mẹ bỏ tủ ăn dần ạ. Thế cũng được, chứ thức ăn vợ chồng nhà chúng nó nấu á, mẹ ăn chán lắm rồi. Mẹ già rồi, anh chị cũng mua đồ ăn cho mẹ. Thì mua đồ ăn ngon ngon một tí, đừng có tiếc tiền rồi mua ba cái đồ rẻ về ăn, mẹ ốm rồi đấy. Chúng tôi ở quê không có tiền, thế nên là ăn uống nó phải tiết kiệm một chút. Không có tiền thì há mồm ra nói với vợ chồng tôi một tiếng, vợ chồng tôi bố thí cho vài đồng lấy cái mà ăn tiêu. Chứ còn bây giờ ở trên thành phố vợ chồng tôi cũng có thiếu gì tiền đâu. Chú tím nhiều tiền rồi thì đón mẹ lên thành phố cho mẹ hưởng với. Vợ chồng em cũng nghĩ đến rồi, nhưng mà môi trường của thành phố chắc là mẹ không hợp đâu. Lên đến dăm ba bữa mẹ đòi về đấy ạ. Vợ con nói đúng đấy. Bây giờ ở trên thành phố bọn con đi làm cả ngày, sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc mẹ. Với lại ở trên đấy mẹ một mình chắc là mẹ sẽ buồn đấy. Hay mẹ tính thế này, mẹ tính sang năm đập cái nhà này đi, xây lại cái mới. Ước tính khoảng 3 tỷ, hai anh em nhà mày, mỗi đứa một nửa. Sau này mẹ chết đi thì cũng là phần của hai anh em nhà mày thôi. Được đấy mẹ, ý kiến này con thấy hay đấy mẹ. Vợ chồng con ủng hộ hai tay hai chân. Đúng rồi, vợ chồng con bây giờ có tiền rồi, nên là Đã đến lúc báo đáp mẹ rồi đấy ạ. Này, vợ chồng nhà kia có điếc hay không mà không nghe bà già này nói hả? Con thấy nhà đang còn mới, khang trang thế này, đập đi làm gì chứ? Với lại vợ chồng chúng con không có tiền để hỗ trợ mẹ xây nhà đâu. Anh nói như thế mà được à? Ít ra ở cái làng này, nhà mình phải là nhà khang trang nhất. Bây giờ anh đừng vì vài đồng bạc mà tiếc rẻ với mẹ như thế. Làm anh làm chị thì làm sao cho đàng hoàng, để em út nó nể. Chú thôi đi, chú đừng tưởng chú có một chút tiền thì chú thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Tiền chú phải giấy lộn, mà muốn đập thì đập, muốn phá thì phá, muốn làm thì làm nhá. Thế rốt cuộc là anh chị cũng không có tiền để cho mẹ xây đúng không? Công sức nuôi dưỡng của mẹ bao nhiêu năm, bây giờ có mấy đồng bạc lẻ mà cũng so đo với mẹ nữa à? Thì thím thôi đi được rồi đấy. Cái lòng dạ hẹp hòi của thím ấy tôi thừa hiểu ra. Sao anh lại nghĩ xấu cho em thế? Bổn phận là con là cái, em thấy thương mẹ thế em mới nói thôi. Nghĩ là cái đồ bất hiếu mà không làm được cái tích sự gì cho đời cả. Mẹ ơi, mẹ nói như vậy mà được à? Vợ chồng chúng con đã bao giờ đối xử tệ bạc với mẹ chưa? Mẹ là mẹ của con thì mẹ phải hiểu chúng con chứ. Đằng này mẹ cứ xem mấy thứ hão huyền ở đâu, rồi bây giờ lại về hoạch mẹ chúng con nữa. Anh dám nói tao như thế à? Mẹ ơi, anh Đức đang nóng giận cho nên mới nói ra những lời như vậy thôi ạ. Chứ anh Đức không có cái gì đâu ạ. Mày câm mồm lại cho tao. Tất cả là tại mày đấy. Từ ngày cưới mày về, cái nhà này chưa bao giờ yên ổn cả. Là cái loại sao chổi mà. Mẹ thôi đi, vợ con nói thì sai, mày phải đối xử với cô như vậy chứ. Vâng, bây giờ vợ anh là nhất, là số 1. Còn cái bà già này á, là rơm là rác thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ như vậy ạ. Cô thôi cái bộ mặt giả nai của cô đi. Không biết ở nhà bố mẹ cô dạy cô như thế nào mà về đây cô mất dạy mất nét như vậy chứ. Mẹ, mẹ thôi đi. Mẹ chửi mắng con thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng lôi bố mẹ con vào. Bố mẹ con làm gì có lỗi với mẹ đâu ạ. Mẹ trách chúng con là vô tâm với mẹ. Vậy mẹ nghĩ lại đi. Lúc mẹ ốm đau, ai là người cơm bưng nước rót, thuốc thang cho mẹ chứ? Vợ chồng của chú Tím ấy có gọi điện về hỏi thăm mẹ không? Ai chả, cái con mất dạy này. Này mày dám cãi tao à? Cút, mau cút ngay ra khỏi nhà tao. Mẹ có cần phải đuổi, chúng con tự đi cho mẹ vừa lòng. Đi em bảo đón con đi. Đi đi. Tao đứng đây tao chống mắt xem vợ chồng chúng mày đi được bao lâu. Thôi mẹ ạ, chấp anh chị làm cái gì? Anh chị không nuôi được mẹ thế để bọn con nuôi. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Bây giờ mẹ mà thích ăn gì thì mẹ cứ nói với bọn con. Bọn con sẽ mua về và tẩm bổ cho mẹ. Đúng là chỉ có vợ chồng con là tốt với mẹ thôi. Thôi mẹ ngồi xuống ăn đi. Hôm nay con đi học trường mới về hả em? Vâng ạ, bà ngoại bảo là để chiều bà đón cháu qua đấy chơi luôn. Cũng may là vợ chồng mình có bà ngoại giúp đỡ, nếu không thì bận tối mặt tối mũi luôn đấy. Anh nghe đi này. Anh không nghe đâu. Anh nghe đi, dù sao cũng là mẹ của mình mà. Biết đâu bây giờ bà thay đổi rồi, bà lại muốn ở gần bên con cháu thì sao? Alo mẹ à? Con ơi, các con ơi, giúp mẹ với. Vợ chồng thằng Bắc nó lừa mẹ, lấy hết nhà cửa đất đai, giờ đang giao bán rồi. Mẹ nói gì cơ? Vợ chồng chú Thím ấy dám làm cái chuyện như thế á? Mẹ nói mà chúng nó đánh đập mẹ, giờ mẹ không biết làm sao cả. Các con về đây với mẹ đi. Được rồi, vợ chồng con sẽ thu xếp về với mẹ đây. Đúng là khốn nạn thật đấy. Chú Thím ấy có thể làm với mẹ như vậy được. Có chuyện gì thế anh? Vợ chồng thằng Bắc với cái Hà nó lừa mẹ lấy đất đai, nhà cửa, bây giờ đang giao bán đấy. Thôi, anh cứ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả mà. Alo Việt Anh à? Bây giờ cậu giúp tôi một việc nhé. Bà cút đi, tí nữa khách đến, người ta nhìn thấy bà à, không dám mua đâu. Đúng là cái loại mất dạy mà, quê cha đất tổ mà chúng mày cũng dám bán à? Con này ý, vì tiền cái gì cũng dám làm hết. quê cha đất tổ thì làm sao chứ. Bà có giỏi ấy, bà gọi ông bà tổ tiên lên đây. Tôi muốn làm gì thì làm. Gớm mà nữa, bà sống sờ sờ ở đây, tôi còn chả sợ. Tao ngu thì mới tin vợ chồng chúng mày đấy. Không phải là bà ngu, mà bà ấy là cái loại hám tiền. Đến cả con mình cũng ruồng bỏ được nữa. Tao ngu nên bây giờ mới phải trả giá như thế này. Còn mày á, sắp đến lượt thôi. Thôi không phải dọa, con này không sợ. Cút đi đi, đừng để tôi lấy cái chổi tẩn bà đi đấy. Tao không đi đâu hết, nhà tao ở. Tao có chết tao cũng ở đây. Cái gì cơ? Được rồi, đi, nhanh lên, đi. Này, chú làm cái gì đấy? Các con về rồi đấy à? Gớm, lâu rồi không gặp. Anh chị ấy, nghe thấy bán đất là về ngay. Định tranh giành với con này đấy à? Anh chị cũng mưu mô phết đấy nhỉ? Này, tí man nói cho cẩn thận nhá. Chúng tôi về đây là để đón mẹ, chứ không phải tranh chấp cái gì cả. Cái loại không biết đẻ như chị ấy không có quyền lên tiếng ở đây. Mà sao chị ngu thế? Bà ấy đối xử với chị tàn ác như vậy, chị vẫn bênh được ạ. Chúng tôi đang làm đúng trách nhiệm và bổn phận của một người con. Mẹ xin lỗi các con. Tại vì mẹ ham tiền nên mới tin lời vợ chồng chúng nó, nên mới thành ra thế này. Mẹ ngồi xuống đây. Con đưa món quà dành cho mẹ đấy. Anh chị có chuyện gì vậy? Con đi thành phố thấy cái áo đẹp quá nên là mua cho mẹ làm quà. Quần áo mẹ nhiều rồi, mua làm gì? Để dành tiền đấy mà mua sữa cho thằng cháu nội tôi. Việc đấy thì mẹ cứ yên tâm, bọn con đã mua hết rồi. À, mẹ này, bọn con có chuyện muốn thưa với mẹ ạ. Có chuyện gì vậy? Lần này bọn con về đây là muốn bàn với mẹ, hay là mình bán căn nhà này đi, rồi mẹ lên thành phố ở cùng với bọn con luôn, tiện bọn con chăm sóc mẹ luôn mẹ ạ. Bán là bán thế nào được? Căn nhà này là ông bà để lại, không bán được đâu. Mẹ, bây giờ mẹ chỉ còn mỗi anh Bắc là con thôi. Mẹ để làm gì ạ? Mẹ để lại cho thằng cô ca, sau này nó thờ cúng. Thì được nào, sau mẹ cho thằng cô ca nhà con. Bây giờ mẹ đang còn minh mẫn, hay là mẹ sang tên luôn cho bọn con đi. Chứ không sau này vợ chồng anh Đức mà về lại tranh giành với thằng cô ca, lúc đấy phiền lắm mẹ. Tranh giành để tranh giành thế nào được? Tất cả tài sản của gia đình nhà này mẹ để lại hết cho thằng cháu nội của mẹ. Mẹ ơi, thì đằng nào mẹ cũng để dành cho cô ca nhà con đúng không? Bây giờ nhỡ nói dại mẹ không may gặp vấn đề gì, anh chị ấy lại về đây tranh giành cho con dâu. Mà chưa nói đến chuyện sau này anh chị ấy để cho con dâu nhá, nó đi lấy chồng, nó lại kéo cả một đàn chồng nó về nhà đây, có phải là mẹ mất giống không? Thì nói cũng có lý. Mẹ này, thế thì mẹ ký vào đây đi. Mẹ yên tâm, mẹ ký vào đây đi, rồi sau này mẹ ở với vợ chồng con, mẹ cần gì, mẹ thiếu gì bọn con mua cho mẹ hết. Mẹ ký vào đi mẹ. Tôi không ngờ vợ chồng chú Thím lại thủ đoạn như vậy đấy. Thằng Bắc đâu rồi? Sao mày đối xử với mẹ như vậy? Mau ra đây đi. Anh thôi đi, chồng tôi bận lắm, không có rảnh để đôi con với các người đâu. Này, chú Thím sống làm sao thì phải để đức cho con cái sau này nữa đấy. Anh chị lo nhà anh chị đi, nhà tôi á, đếch mượn các người lo. Này, tôi nói cho Thím biết, nghiệp nó quật, không chừa một ai đâu. Ghen ăn tức ở là dọa tôi đấy à? Con này không có ngu mà bị anh chị lừa đâu. Vợ chồng chúng tôi chẳng việc gì phải ghét ăn tức ở với vợ chồng chú Thím cả. Loại người như Thím ấy, sống đời này chỉ có ô nhiễm thôi. Cứ có tiền thì bảo con này ô nhiễm, con này mất dạy, thế nào cũng được. Vợ, khách người ta đến rồi đây. Sao hai người lại ở đây? Về giành đất với vợ chồng mình đấy. Đừng có mơ, căn nhà này là mẹ để lại cho chúng tôi rồi. Anh chị đừng mong về đây mà tranh phần nhá. Tao không ngờ lại có thằng em trai như mày đấy. Tôi thì làm sao? Tôi còn hơn cái loại anh. Anh đi phiêu bạt bao nhiêu năm, bây giờ lại đòi về đây tranh phần với vợ chồng tôi á. Đừng có mơ. Ta không việc gì phải tranh cả, vì ngôi nhà này sẽ là của tao rồi. Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Xin giới thiệu với hai người, đây là Đức chủ tịch của công ty FVM, và cũng là người mua lại căn nhà này. Cái gì cơ? Vậy anh không phải là người mua sao? Tôi chỉ là thư ký của anh ấy thôi, chỉ là người mua hộ thôi. Cũng gớm thật đấy, bao nhiêu năm không gặp, bây giờ lên cả chủ tịch rồi cơ à? Mà thôi, bây giờ có tiền rồi, chúng tôi đếch cần nữa. Được rồi, coi như số tiền này ta bố thí cho vợ chồng chúng mày, rồi sau này chúng mày sẽ nhận quả báo thôi. Thế à? Vậy thì cảm ơn sự bố thí của anh nhá. Đi thôi anh. Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa? Anh đứng đây cho nó xỉ vả anh à? Đi thôi. Mẹ xin lỗi các con. Không sao đâu mẹ, chúng con mới là người phải xin lỗi. Đợt này vợ chồng con bận quá nên bây giờ mới kịp về đón mẹ được. Cũng may là có nhờ em trợ lý này mua lại căn nhà này. Con biết thể nào chúng nó cũng bán ngôi nhà này đi, thế nên là vợ chồng con quyết định là mua lại ngôi nhà này. Thôi bây giờ mẹ con mình vào trong nhà đi.